thủ môn Bùi Tiến Dũng viết tâm thư chia tay câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Trên trang cá nhân gần 3 triệu người theo dõi, Bùi Tiến Dũng viết, hành trình 3 năm cùng chiến hạm đỏ dừng lại. Xin được gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, các thầy trong ban huấn luyện, những đồng đội và toàn thể khán giả và hội cố động viên câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn tất cả mọi người trong 3 năm qua đã luôn yêu quý, hỗ trợ, chia sẻ và đồng hành cùng tôi. Tôi rất tự hào và vinh dự khi có khoảng thời gian được làm việc, sinh hoạt, tập luyện và thi đấu cùng mọi người. Xin chúc cho tất cả mọi người luôn mạnh khỏe. May mắn và thành công trong cuộc sống và những mùa giải tiếp theo. Sau khi cùng câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh trụ hạng thành công ở V-League, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã nói lời chia tay với chiến hạm đỏ. Thủ môn sinh năm 1997 được cho là sẽ gia nhập đội bóng Tân binh của V-League là câu lạc bộ Công an Hà Nội để thi đấu kể từ mùa giải 2023. Trước đó, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành từng cho biết ông thích Bùi Tiến Dũng nhưng việc thủ môn sinh năm 1997 có tiếp tục ở lại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hay không là do quyết định của ban lãnh đạo đội bóng. Việc cựu người hùng của U 23 Việt Nam năm 2018 ra đi có thể xuất phát từ chính sách thắt lưng buộc bụng của đội chủ sân thống nhất sau khi mùa giải 2022 khép lại. Bên cạnh Bùi Tiến Dũng, những công thần như Ngô Hoàng Thịnh, Sầm Ngọc Đức cũng đã nói lời chia tay với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ môn Bùi Tiến Dũng rời câu lạc bộ Hà Nội và đầu quân cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ những ngày cuối năm 2019. Kể từ sau chiến tích giành vị trí Á quân giải U23 châu Á 2018 cùng U23 Việt Nam, thủ môn sinh năm 1997 chưa bao giờ lấy lại phong độ cao nhất của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.